ALF có tất cả 4 trận đấu. Đều. Có lúc 19 giờ ngày hôm nay ở sân nhất sẽ là trận Nabi Thống Xuân Minh. Thống Xuân Minh gặp Sài Gòn. Kết thúc giải nhất mùa trước, Hồng Anh Tính đã vô địch giải nhất một cách dễ dàng. Và mùa này họ lên chơi ở V-League, một điều đặc biệt với khán giả của tỉnh Hà Tĩnh. Các trợ lý của trọng tài Mạnh Hải Nguyễn Đại Hùng có Hoàng Trung và Nguyễn Lê Nguyên Thành. Trọng tài thứ tư là Nguyễn Đình Thái. Ở trận đấu ngày hôm nay, giám sát trận đấu ông Trần Văn Thành, giám sát trọng tài ông Nguyễn Văn Huy. Điều phối viên trận đấu là ông Trần Chí Hùng. Ở hiệp một của trận đấu, câu lạc bộ chủ nhà Hồng Anh Hà Tĩnh bảo vệ cầu môn bên trái nhỏ quá. Trong trận đấu ngày hôm nay, đối khách Hà Nội vẫn xuất phát với sự chiến thuật 4-1-4-1 với Hồng Anh Hà Tĩnh là sơ đồ 3-4-3. Một trận đấu phải nói là thú vị của huấn luyện viên cá tính Phạm Minh Đức. Phạm Minh Đức là người đã trở thành từ việc đào tạo trẻ ở câu lạc bộ Hà Nội, trước đây là Hà Nội TNT, cũng đã từng có một giai đoạn dẫn dắt câu lạc bộ Hà Nội thay cho ông Phan Thanh Hùng, tuy nhiên đã không thành công. Đức ở đây ưa thích sở kỹ thuật 3-4-3 giống như Hoàng Sơ ở đội tuyển Việt Nam. Khán giả Hà Tĩnh vẫn đang vào sân. Lúc này thì sân đã gần kín chỗ rồi. Kết thúc vòng 1 của quốc gia thì cả Hà Tĩnh và Hà Nội đều giành quyền lọt vào tứ kết. Hiệp một trận đấu giữa Hà Nội và Hà Nội đã bắt đầu. Chu Đình Nghiêm chính là người thay thế Phạm Minh Đức ở câu lạc bộ Hà Nội. Và ngay mùa giải đầu tiên thế chỗ thì Trung Hoàng chính là người đá phạt góc. Tình huống rất nguy hiểm, Quang Hải. Pha phản công của Hà Nội. Văn Quyết, Di Mario, một cơ hội, không vào, vẫn còn cơ hội Văn Quyết. Sau đó thì cơ hội đã trôi qua. Trận đấu đã khởi đầu rất hay. Đây là công sức của những cầu thủ đã rất hiểu nhau. Phạm Minh Đức cũng rất hiểu câu lạc bộ Hà Nội, đội bóng ông từng dẫn dắt. Xem lại pha phản công của đối khách Hà Nội. Đây là thời điểm mà dường như tiền đạo người Jamaica Di Mario đang có rất nhiều cảm hứng. Di Mario đã ghi hai bàn thắng. Hà Huy bị gãy chân, còn Hoàng Lâm bị ăn nguyên một đinh giày bóng đồng. Tuy nhiên ngày nay vẫn có thể thi đấu. Thank you.
cỏ. Nhiệt độ trên sân lúc này là 35 độ C. Đến lúc này đội bóng láng giềng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là Sông Hồng Nghệ An vẫn là câu lạc bộ duy nhất trong lịch sử V-League chưa bao giờ bị xuống hạng. Sông Hồng Nghệ An có mặt đầy đủ từ mùa V-League đầu tiên cho đến ngày hôm nay, và đến mùa giải này thì đội bóng láng giềng của Sông Hồng Nghệ An là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đã lên trời tại V-League. Đây là mùa giải mà chắc chắn người dân xứ Nghệ rất đón chờ trận derby Nghệ Tĩnh giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Hồng Nghệ An. Thực tế là mùa giải trước có thời điểm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã lấy sân Vinh làm sân nhà. Trận đấu đang phải tạm dừng, cần phải ổn định trật tự sau đó mới thi đấu tiếp được. Khán giả đã tràn vào sân và ban tổ chức cũng như tổ trọng tài đã quyết định cho trận đấu tạm dừng. Khi trận đấu tạm dừng thì sức nóng của khán giả tràn vào sân, một cách vô ý thức cũng sẽ đỡ hơn. Nếu như trận đấu vẫn đang diễn ra sôi nổi thì những người mới tràn vào sân sẽ trở nên rất cuồng nhiệt và mất kiểm soát. Có lẽ là chưa bao giờ ban tổ chức sân Hà Tĩnh phải đối mặt với một tình trạng như ngày hôm nay, khi mà sân bóng bị quá tải, và đây thực sự là một kinh nghiệm. Hiệp một của trận đấu chắc chắn sẽ được bù giờ khá nhiều. Dường như là trật tự đã được vãn hồi. Mới đây tại quốc gia, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thắng Quảng Nam với tỷ số 1-0, trong đó Hà Nội thắng Đồng Tháp 3-0. Sau nhiều năm khó khăn thì hai năm trở đây bóng đá Hà Tĩnh đã có được những nguồn lực đầu tư xã hội hóa, và bây giờ bóng đá Hà Tĩnh đã có đại diện thi đấu ở V-League. Từ khi tách tỉnh thì đây là lần đầu Hà Tĩnh có đại diện thi đấu hạng cao nhất của Việt Nam. Thực tế trước đây đã có rất nhiều cầu thủ của Sông Lam Nghệ An tên tuổi thực ra là những người gốc Hà Tĩnh. Thời điểm Hà Tĩnh còn thi đấu ở hạng 2, còn có trung vệ Gia Từ sau này chơi cho Ninh Bình đã từng là cầu thủ quốc gia. Trung vệ Bùi Tiến Dũng, đội trưởng của Viettel, cũng là một người gốc Hà Tĩnh. Giám sát trận đấu ông Trần Văn Thành trao đổi với lãnh đạo câu lạc bộ Hà Nội. Sevilla gặp Real Betis.
sau đây các giải Italia và Anh cũng sẽ trở lại, tuy nhiên đều không khán giả. Không khí ở Hà Tĩnh ngày nay thật sự là ước mơ với toàn thế giới vào lúc này. Thủ môn Tấn Trường đã xuất hiện trên bàn ghế dự bị của câu lạc bộ Hà Nội. Tấn Trường là thủ môn dự bị của Hà Nội ngày hôm nay. Các thủ dự bị của Hà Nội ngoài Tấn Trường còn có Phạm Thành Lương, Đinh Tiến Thành, Nguyễn Tuấn Anh, Ngân Văn Đại, Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Trương Văn Thái Quý và Hồ Minh Dĩ. Trước khi bước vào mùa giải mới, có ba cầu thủ của Hồng Ngự Hà Tĩnh đã trở lại với câu lạc bộ Hà Nội là Lê Văn Xuân, Lê Xuân Tú và Bùi Hoàng Việt Anh. Ngày hôm nay Xuân Tú không có tên trong danh sách đăng ký, trong đó Văn Xuân và Việt Anh đã dự bị. Như vậy là trận đấu đã trở lại. Đồng hồ tiếp tục đếm ở phút 40. Pha đá phạt hết sức nguy hiểm. Có thể coi đây là một cơ hội dành cho chủ nhà Hồng Ngự Hà Tĩnh. Và đá phạt của Văn Vĩ. Văn Vĩ thực hiện bằng chân phải. Quang Hải. Bóng đi không đích. Người hâm mộ vẫn đang chờ đợi quả ghi bàn đầu tiên ở V-League 2020. Xứng đáng phải. Chúng ta sẽ nghe phản ứng tạo ra
cả một cơ hội rất tốt dành cho Victor Sare. Quang Hải. Yaclesio. Một thoáng mất tập trung. Oma. Cơ hội. Văn Quyết không vào. Vẫn còn cơ hội. Oba đã ở ngay phía sau. Văn Vĩ đã lập tức áp sát Văn Quyết khiến cho Văn Quyết không thể dứt điểm ngay. Đường truyền của Trung Học. Văn Dũng. Đầu Văn Toàn. Bruno Henrique. Các bại binh đều ở mũi nhọn. Cả hai bên đều bị theo kèm xuất sắc. Victor Mansaray. Cựu cầu thủ 20 của Mỹ. Văn Đức. Tốc độ của Văn Đức rất tốt. Sút bóng. Đội chủ nhà lên bóng ít nhưng rất biết cách để tạo ra những điểm nhấn. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức vẫn chỉ đạo cầu thủ trong từng tình huống. Văn Nam. Trung Học. Bruno Henrique. Không kịp đi. Dứt điểm rất đáng tiếc. Và dứt điểm đúng vị trí của thủ môn Văn Công. Tình huống phối hợp rất nhanh. Phá bẫy vị của cao thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và dứt điểm bị vội của Văn Vĩ. Rõ ràng là trong giai đoạn tạm nghỉ. Vào sân là Lê Văn Xuân, cầu thủ mùa trước vẫn còn thi đấu cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đường truyền của Văn Quyết. Sút bóng. Vào. Pha dứt điểm từ xa đẳng cấp của quả bóng vàng Đỗ Hùng Dũng. 1-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Đúng là cần phải có những pha bóng đột biến như vừa rồi thì mới làm tung lưới được câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Một đội bóng chơi chắc chắn và rất ngoan cường. Quả bóng vàng năm 2019 Đỗ Dũng đã tỏa sáng rất đúng lúc. Ngay sau khi thay người, Hà Nội đã có bàn mở tỷ số. Hùng Dũng có khoảng trống và sút bóng rất cơ bản. Bóng đi chìm và rất căng. Quang Tuấn phần nào đó bị khuất tầm nhìn. Và dứt điểm chuẩn mực về kỹ thuật của Đỗ Hùng Dũng. Tất cả các phương án từ bóng bổng cho đến phối hợp trồng biên của đội Hà Nội đều đã bị đối phương ngăn chặn. Tuy nhiên cuối cùng thì lưới Quang Tuấn cũng đã tung lên sau một pha sút xa rất đẳng cấp của Đỗ Hùng Dũng. Không vào. Đó là Văn Tám, cầu thủ mới vào sân thay người. Pha treo bóng đến đúng vị trí của Văn Tám. Có lẽ người chuyền bóng là Văn Đức. Chính xác là Văn Đức, cầu thủ đã chơi rất hay ngày hôm nay. Cao lên.
đường truyền của Tuấn Hải. Đối lại tiếp tục. Rimario. Oma. Phạt góc cho Hà Nội. Nhiều khả năng là sau khi mở tỷ số Hà Nội sẽ dễ đá hơn. Quang Hải đã phạt góc. Lại là Quang Hải. Đỗ Hùng Dũng. Victor Mansaray. Đường truyền của Văn Đức. Văn Tám. Quang Hải. Đội khách Hà Nội thay cầu thủ thứ hai. Đức Huy rời sân. Vào sân là Trương Văn Thái Quý. Thái Quý sẽ đánh thay Đức Huy trong vai trò chơi thấp ở hàng tiền vệ. Lúc này thì tất cả các giải đấu trên thế giới đều cho phép thay 5 cầu thủ mỗi trận đấu. Theo thông tin mới nhất thì AFF Cup cuối năm mỗi đội đều đăng ký dự giải 30 cầu thủ. Với một số lượng như vậy thì cũng rất đáng mừng khi ở V-League hiện nay và cả hạng nhất nữa đang có nhiều tài năng trẻ tỏa sáng và cũng có cả những người không còn trẻ nhưng đang nỗ lực làm mới mình. Thái Quý. Văn Xuân. Văn Xuân đang đá ở cánh phải thay cho Văn Kiên. Quang Hải. Cú đá đã bị chặn lại. Trung. Trung ơi. Rất chính xác. Đỗ Hùng Dũng. Thái Quý. Văn Dũng. Sau màn mở tỷ số, đội khách đã chơi ung dung hơn rất nhiều. Với cách chơi ung dung như thế này thì câu lạc bộ Hà Nội thường lại rất hay ghi bàn. Tỷ số 1-0 là rất mong manh.
Trong tay Phạm Minh Đức không có những cái tên quá nổi bật như câu lạc bộ Hà Nội, nhưng vẫn có thể gặp được vận hội và xoay chuyển. Đây là thời điểm V-League thi đấu với mật độ khá dày để bảo đảm tiến độ kết thúc mùa giải cho kịp đội tuyển tập trung. Bình quân 5 đến 6 ngày đá một vòng. Ở thời điểm mà trong cả nước nắng nóng trên diện rộng thì các cầu thủ cần phải biết phân phối sức và chắc chắn cũng phải sinh hoạt chuyên nghiệp. Đỗ Hùng Dũng, Rimario, Omar, cú đá trượt, Victor Mansaray, rất hợp lý. Văn Tám, trong buổi chiều ngày hôm nay, câu lạc bộ Trường Hoàng Nam Định đã thua 0-1 trên sân của Hoàng Gia Lai. Với việc có một trận thắng sân nhà, Hoàng Gia Lai đã dễ thở hơn. Áp lực dành cho ông Lee Tae-hun cũng đỡ nặng nề hơn. Trong đó Nam Định đã thua trận thứ hai liên tiếp. Cao tướng Tấn Tài vào sân. Lê Tấn Tài năm nay đã 36 tuổi. Hoàng Anh dưới sân. Vào sân là số 23, Nguyễn Văn Minh. Văn Minh là cầu thủ năm nay mới 21 tuổi. Trước khi rời sân, Lý Công Anh đã chơi rất nỗ lực. Vòng đấu trước ở sân Cẩm Phả, Tấn Tài cũng vào sân thay người. Đường truyền của Đỗ Hùng Dũng. Đỗ Hùng Dũng, Rimario, sau bàn thua cao thủ chủ nhà vẫn thi đấu bình tĩnh, kín kẽ và vẫn trực chờ để tung ra những đòn phản công. Có thể nói tại V-League hiện nay không có nhiều đội bóng có thể tạo ra sự khó chịu cho câu lạc bộ Hà Nội như những gì mà Nguyễn Đình đã làm ngày hôm nay. Văn Dũng, Lê Văn Xuân, Đỗ Hùng Dũng chuyền vào cho Rimario. Có vẻ như lúc này Rimario đang có rất nhiều cảm hứng. Rimario không việt vị. Pha tung bóng này là một ý tưởng không tồi của tiền đạo người Jamaica. Tuy nhiên đây là thời điểm mà các thủ đều đã thấm mệt. Pha bật tường của Tuấn Hải rất nguy hiểm. Đường chuyền vào của Văn Minh.
Ba nguyện của Hà Nội chỉ đạo cao thủ thi đấu tập trung trong 10 phút cuối. Ở trận đấu trước tại sân Cẩm Phả, Tấn Tài vào sân khi mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã dẫn trước. Đó là một dịp thuận lợi để Tấn Tài vào sân đóng vai trò giữ nhịp. Ngày hôm nay thì khó khăn hơn bởi vì đối thủ mạnh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại đang bị dẫn bàn. Và cản phá của Ian Clesio. Đỗ Hùng Dũng. Oma. Văn Quyết. Oma. Rimario. Đỗ Hùng Dũng. Cú đá rất nguy hiểm. Bóng đi đúng vị trí của Quang Tuấn. Đó là pha dứt điểm của Thái Quý, cầu thủ sút xa rất tốt. Pha bóng nguy hiểm. Văn Công đã phải rời vòng cấm. Cầu thủ đã truyền đường bóng rất tốt vừa rồi là Văn Huy. Cầu thủ vào xét thay người. Sút bóng. Văn Nam. Có lẽ đã đến thời điểm mà đội chủ nhà phải đẩy cao đội hình. Đã đến lúc Phạm Minh Đức phải chấp nhận mạo hiểm. Đẩy lên, đẩy lên ai dễ. Kiểm soát lại. Lê Tấn Tài. Và phạm lỗi, quả phạt cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cao lên, cao lên. Quang Hải phạm lỗi với Tấn Tài. Tuấn Hải. Lúc họ phải tất tay với đội bóng dày dạn Hà Nội.
những pha tấn công về cầu môn của Văn Công mỗi lúc còn nhiều hơn. Và cuối cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có bàn thắng. Đây là phút thứ 87 và tỷ số được sang bằng 4-0. Lê Tấn Tài là người đá phạt góc. Pha đánh đầu ngược rất hiểm hóc. Tuấn Hải là người đã đón bóng ở phía cột gần, đánh đầu ngược quá hóc hiểm. Bàn thắng rất đáng nhớ của Tuấn Hải. Pha ghi bàn đầu tiên của Tuấn Hải ở đấu trường V-League. Mùa trước Tuấn Hải là cái bàn số 1 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giúp cho đội bóng sớm vô địch giải nhất. Văn Xuân. Rất nhiều khả năng trận đấu ngày hôm nay sẽ khép lại với tỷ số hòa. Lê Văn Xuân. Và chạy bóng rất nguy hiểm. Quang Hải đá phạt góc. Và phát bóng cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trước vòng đấu này cả hai đội đều chưa hòa sau 3 vòng đấu. Đây là trận đấu mà Nhạc trưởng Văn Quyết đã không chứng tỏ được quá nhiều điều trước một đối thủ chơi chặt chẽ và đã rất hiểu đối thủ Hà Nội. Quay lại. Tuấn Hải. Di Mario. Pha phạm lỗi. Cho dù tỷ số của trận đấu này như thế nào đi nữa thì chắc chắn với gì đã diễn ra, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn sẽ chiếm trọn tình cảm của khán giả Hà Tĩnh. Rất nhiều khả năng năm nay sân Hà Tĩnh sẽ là một chảo lửa. Với tình hình này thì sân Vinh chắc chắn chưa thể trở lại chảo lửa. Và sẽ rất vui nếu như bên kia cầu Bến Thủy xuất hiện một chảo lửa mới của V-League. Thái Quý. Vòng đấu tiếp theo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục đá ở sân nhà và SCB Đà Nẵng. Đà Nẵng là đội bóng mà Phan Đức từng thi đấu với tư cách cầu thủ và cũng đã có được chức vô địch quốc gia. Hà Nội vào đấu sau gặp Sông Lam Nghệ An trên sân nhà. Hiệp 2 của trận đấu có 3 phút bù giờ. Hiệp 1 trận đấu đã phải bù giờ 22 phút do sân bóng bị quá tải và phải tạm dừng trận đấu. Pha bóng rất mạnh lên, đó là Văn Đức.
có thể nói ở trận đấu ngày hôm nay thì phần lớn các thủ hầu như Hà Tĩnh đã chơi hơn 100% khả năng của mình. Hầu hết cao thủ người Việt Nam của hầu như Hà Tĩnh đều là những cầu thủ trẻ, và những trận đấu như này sẽ giúp cho họ trưởng thành rất nhiều. Tấn Tài vào sân đã chứng tỏ vai trò và kinh nghiệm của mình. Với đội chủ nhà thì ngày hôm nay một điểm ở sân nhà trước đội Du lịch Hà Nội là không tồi một chút nào. Victor Mansaray. Đẩy lên, đẩy lên. Đẩy lên. Đẩy lên đi vào mà. Lại. Đi đường truyền của Tấn Tài. Sang hơn. Văn Tám. Những giây cuối cùng của trận đấu. Có thể nói đây là một trận đấu tóe lửa giữa hai đội bóng rất hiểu nhau. Quay lại tập trung. Tài luôn Oma. Một trận đấu căng thẳng tuy nhiên cũng chất lượng. Ai? Chip. Hải ơi. Văn Minh. Và như vậy là thời gian của trận đấu đã hết. Trận đấu vô cùng đáng nhớ ở sân Hà Tĩnh đã khép lại với tỷ số hòa 1-1. Đây là một trận đấu chất lượng, một cuộc đấu trí thực sự giữa Phạm Minh Đức và Chu Đình Nghiêm, đồng thời cũng là cuộc so tài giữa một Du lịch Hà Nội dày dặn và một Hồng Đức Hà Tĩnh tân binh vi đích trẻ trung. Có những cái đối lập ở trận đấu ngày nay và làm nên một sắc thái rất đặc biệt. Đáng nói nữa là trận đấu này sân Hà Tĩnh đã bị quá tải hiệp 1. Trận đấu đã bị gián đoạn 22 phút. Hiệp 1 có 22 phút bù giờ. Tuy nhiên rất may mắn là mọi chuyện vẫn suôn sẻ, không có điều đáng tiếc xảy ra và chúng ta vẫn có thể chứng kiến phần còn lại của trận đấu sôi nổi hào hứng, một trận đấu có chất lượng. Chắc chắn trận đấu ngày nay sẽ được nói đến rất nhiều ở cả trong nước lẫn trên thế giới. Trận đấu này cũng là trận hòa đầu tiên của hai đội Hà Nội và Hồng Đức Hà Tĩnh ở mùa giải này. Buổi tường thuật của chúng tôi đến đây xin kết thúc. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.